Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nâng cấp RAM và SSD cho con Macro MIT 2010. Đây là con Macro đang chạy macOS Sirium V10.12 Macro 15 inch MIT 2010, nó đang chạy con i5 2.4 RAM 4GB, kèm hình onboard HD Graphics. Chúng ta qua thẻ display đây, chạy với onboard HD Graphics. Store là tức là ổ lưu trữ. Đây là cái SATA disk 320GB. Memory hiện tại là đang gắn là 4GB, gồm hai thanh 2GB. Như vậy là bây giờ tôi sẽ nâng cấp nó lên là thay cái ổ cứng truyền thống bằng SSD Intel 256GB. Ổ mới nguyên siêu. Sau đó là mình sẽ thay 2GB RAM 2GB thành 2GB RAM 4GB. Thì tổng RAM nó sẽ thành 8GB. Bây giờ mình tắt máy bắt đầu ha. Rồi, các bạn nhớ kê cái miếng xốp thật là mềm lên để tránh bị xước cái vỏ nhôm của cái MacBook. Rồi, chúng ta chỉ cần một con vít ba ke thôi. Cái ba ke là loại nhỏ để chúng ta mở những cái con vít phía sau ra. Mở vòng ra hết thì chúng ta sẽ dỡ cái nắp này lên. Thao tác là rất là đơn giản, cái này ai cũng có thể làm được các bạn. Ta nhẹ nhàng nảy nắp lên. Và bên đây là khi mình tháo cái nắp của MacBook ra rồi các bạn, thì hai cái vị trí RAM nó sẽ nằm ở đây. Ở trên đây một cây, khi chúng ta tháo cái này ra thì sẽ có một cây ở phía dưới này, là tổng cộng là 2 GB RAM. Tiếp tục là cái ổ cứng nó sẽ nằm ở vị trí này, rất là dễ. Và đầu tiên để thao tác được an toàn, tránh ảnh hưởng tới máy, thì chúng ta sẽ tháo cái pin này ra trước. Thì tháo pin nó rất là đơn giản. Đây chúng ta sẽ có một con ốc, hai con ốc, ba con ốc, chúng ta dặn ba ốc ra, chúng ta tháo pin ra ngoài thôi. Sau đó chúng ta sẽ gắn RAM và thao tác cái gắn ổ cứng thay thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục nha. Đây là pin của MacBook. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ gắn RAM. Chúng ta sẽ tháo 2 GB RAM ở trên đây ra trước.
chúng ta sẽ bật hai cái chốt cài hai bên thanh ram ra. Đây, cái ram nó sẽ bật lên, chúng ta rút ra. Đây, tiếp tục là chúng ta sẽ tháo cây thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ rút ra. Đây là hai cái ram cũ, 2GB nhân 2 là 4GB đây. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái ram 4GB vào. Rồi, ta gắn vô, chúng ta đẩy vô, chúng ta đè, ép xuống thôi, rất là đơn giản. Tiếp tục cái thứ hai. Rồi, ép xuống. À, khi ta rác gắn ram, các bạn lưu ý là cái ram này nó rất là nhạy cảm, chúng ta không nên để nó rớt hay ba đập mạnh, rất là dễ bị hư ram. Cái tiếp theo là chúng ta không nên dùng tay, chúng ta vuốt cái chân ram thế này, tại vì tay mình là có rất là nhiều mồ hôi, nó sẽ gây ảnh hưởng, nó oxy hóa, làm sau này ram nó sẽ không tiếp xúc tốt được với cái ram. Tiếp tục chúng ta sẽ thay thế cái ổ cứng này bằng một cái ổ SSD. Thì SSD mình thay, bữa nay sẽ dùng SSD của Intel 256GB. SSD này thì nó có tốc độ truy xuất rất là nhanh so với cái ổ cứng truyền thống. Nó cải thiện rất là lớn về hiệu năng cũng như là cái tốc độ xử lý hay là load của máy khi chúng ta chạy bằng điện hay là macOS. Thì những cái bài viết về cái tốc độ nhanh chậm của ổ cứng so với SSD chúng ta thấy rất là nhiều trên mạng, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi, ta rút cái đầu cáp ra. Khi thao tác bạn thao tác hết sức cẩn thận, tại vì những cái cáp mà tín hiệu nó rất là mảnh, nếu mà đứt chúng ta phải mua lại rất là tốn tiền. Rồi, chúng ta vặn ở trong đây là bốn ốc giữ của cái MacBook này các bạn. Đây bốn ốc giữ thì chúng ta sẽ lấy bốn ốc này chúng ta gắn vào SSD, và kích thước của cái SSD và cái ổ cứng là như nhau, cùng là 2.5 inch. Vậy rồi đầu tiên là chúng ta sẽ lấy bốn ốc này, chúng ta chuyển sang SSD. Ốc này sử dụng ốc lục giác các bạn. Đồ MacBook làm rất bài bản. Ổ cứng theo máy là ổ cứng 320GB. Chúng ta muốn biết ổ cứng mà có theo máy không, chúng ta cứ nhìn vô đây nè. Đây, thường thường nó sẽ có một cái logo chữ táo và có bản quyền trên đó, QR. Rồi, chúng ta nhận ổ cứng rồi. À, như vậy là chúng ta đã bắt bốn ốc giữ ổ cứng từ cái ổ cứng cũ sang rồi. Và tiếp tục đó là chúng ta sẽ kết nối cọng cáp SATA vào cái ổ cứng này. Chúng ta làm hết sức nhẹ nhàng các bạn, tại cọng cáp này rất là mảnh. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho hai con ốc này vô hai cái lỗ bên đây. Rồi, chúng ta ép xuống. Ép xuống như vậy là nó sẽ có thêm một cái miếng nhựa đây. Cái miếng nhựa và chúng ta sẽ đặt lên và chúng ta sẽ dặn ốc lại đó, để nó giữ ổ cứng lại. Đó, khi chúng ta dặn ốc thì chúng ta dặn vừa sát vô thôi các bạn, không cần quá dùng quá nhiều lực ha, nó sẽ hư cái chân ốc. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ gắn cục pin lại, nãy tháo ra sao để giờ gắn vô vậy. Nào, ta nghiêng cục pin sát xuống. Rồi, chúng ta kết nối cái đầu cấp nguồn của pin vô cái main của MacBook. Rồi, từ đó ta sẽ để pin xuống và chúng ta sẽ dặn ba ốc lại để giữ pin lại.
khi thao tác các bạn hết sức cẩn thận, tránh để va đập hay là trượt vít vào trong cái bo mạch chính của con MacBook này, nó làm bong cái linh kiện hay là cắt linh kiện nên là sẽ rất là nguy hiểm, gây hư hỏng mà khi chúng ta không có thể khắc phục được. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ ốp cái mặt lưng của cái MacBook lại. Rồi, vậy là chúng ta sẽ bắt tạm hai con ốc ở hai góc lại, rồi sau đó chúng ta test thử, nếu ok thì sau khi hoàn thành chúng ta sẽ dặn lại đầy đủ sao. Rồi, chúng ta dặn tạm hai con ốc ở hai góc để cho. Rồi, sau đó chúng ta mở máy khởi động thử. Rồi, máy đã lên trở lại, không có gì hết trơn. Tại vì cái ổ SSD mới này chưa có hệ điều hành macOS trong này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ install cái hệ điều hành vào cái ổ SSD mới này. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành nâng cấp xong cái MacBook Pro. Đây là cái ổ cứng và 2GB cũ khách hàng, chúng ta sẽ gửi lại cho khách. Đây là chúng ta đã thấy là 256GB solid state solid server. Qua mẹ thẻ memory là ta đã thấy hai thanh 4GB tổng cộng 8GB. Như vậy là giờ chúng ta chỉ việc vệ sinh sơ qua về bên ngoài của cái smartphone này, sau đó chúng ta bàn giao cho khách. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy thích thì hãy đăng ký cho một nút like, và có những góp ý gì thì comment ở bên dưới nhé. Xin cảm ơn.